Du lịch 360 xin kính chào quý cô bác. Trước mắt quý vị đó là cây cầu Thịnh Long, kết nối giữa tuyến đường ven biển giữa Thanh Hóa với Quảng Ninh. Cây cầu này đóng vai trò quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển giữa các tỉnh với nhau. Cầu Thịnh Long được khởi công từ tháng 10 năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 1.158 tỷ đồng từ nguồn vốn vay vốn Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước của chính phủ Việt Nam. Chi phí giải phóng mặt bằng được thực hiện bằng nguồn ngân sách của địa phương. Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện và tổ chức quản lý dự án, tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công là liên danh công ty của Hàn Quốc. Nhà thầu thi công là liên danh Hanshin, công ty cổ phần cầu đường Long Biên. Ở cầu Thịnh Long được xây dựng với phần đường dẫn dài 1,37 km theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m và phần cầu dài hơn là 988m gồm 19 nhịp, bề rộng 12m với 2 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5m và 2 làn thô sơ, mỗi làn rộng 2m. Và cầu Thịnh Long được đưa vào khai thác kết nối với quốc lộ 21 với tỉnh lộ 490C, rút ngắn thời gian chi phí đi lại, kết nối các khu công nghiệp trong vùng, hoàn thành mạng lưới giao thông đường bộ. Và đặc biệt, cầu Thịnh Long là mạng lưới kết nối đường bộ ven biển giữa Thanh Hóa với Quảng Ninh. Và có cầu Thịnh Long thì người dân hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng không còn phải đi phà Thịnh Long nữa với tần suất 20 phút trên một chuyến. Và đây chính là phần đất ở bên xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và cầu được nối từ xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sang xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với chiều dài của đường dẫn cầu là 1,37 km và cầu dài 988m ở gần 1 cây số. Và cây cầu Thịnh Long này được xây dựng từ năm 2018 và bây giờ là năm 2024 với 6 năm tuổi đời. Và cầu giúp phát triển kinh tế, kết nối giao thông giữa hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng trong tỉnh Nam Định. Và cây cầu này đóng một vai trò rất là quan trọng trong tuyến đường ven biển từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và cuối cùng là Quảng Ninh, kết nối 6 tỉnh với nhau qua tuyến đường bộ ven biển. Và cây cầu này được thiết kế với 2 làn đường, đường cơ giới và đường thô sơ. Và phía bên dưới ở chân cầu thì người ta có làm những hồ để nuôi tôm, nuôi cá.